Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sau khá nhiều lần mất tích kể từ ngày bất thình lình bị một cơn bạo bệnh tại xứ Kiên Giang nhà Ba Dũng, bệnh nhân Nguyễn Phú Trọng lại một lần nữa biến mất khi ông ta không thể xuất hiện vào ngày 29 tháng 5 năm 2019 để trình Quốc hội phê chuẩn Công ước 98, dù lịch trình về việc này và vai trò trình công ước của Tổng tịch đã được báo đảng ồn ào khoa trương đến hơn nửa tháng trước đó. Chám vào tình trạng trống vắng đáng nghi ngờ này là Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhận sự ủy nhiệm của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày tờ trình của Chủ tịch nước về việc gia nhập Công ước 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế. Cũng trong ngày 29 tháng 5, Đặng Thị Ngọc Thịnh còn tiếp đón Paul Desjardins, thống đốc bang Queensland của Úc, đồng thời tiếp đoàn đại biểu nữ là bộ đội Trường Sơn Thanh niên xung phong dân công hỏa tuyến thời kỳ kháng chiến. Trước đó, vào tháng 4 năm 2019, trong lúc báo đảng tích cực tuyên truyền về Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vẫn liên tiếp gửi thư và điện chúc mừng giới chóp bu Triều Tiên và vài nước khác, nhưng lại không trưng ra bất cứ hình ảnh hay video nào về Tổng tịch đang chủ trì họp hoặc chí ít cũng đang ngồi trên giường bệnh. Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tiếp khách nước ngoài thay vài ba cuộc cho đương kim Chủ tịch nước. Đó là lần thứ hai trong vòng 6 tháng bà Thịnh được làm chân gỗ cho Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng. Còn lần chân gỗ đầu tiên xảy ra vào tháng 9 năm 2018, ngay sau khi cái chết đột ngột đáng ngờ của Trần Đại Quang. Ngay sau ngày Trần Đại Quang chết, đã có những cái tên được xứng lên như Nguyễn Thiện Nhân, Trần Quốc Vượng, Tòng Thị Phóng, Ngô Xuân Lịch. Thậm chí có thể bầu bổ sung nhân vật khi đó giữ chức quyền Chủ tịch nước là Đặng Thị Ngọc Thịnh vào Bộ Chính trị. Trong một cuộc họp báo của Ban Tuyên giáo Trung ương vào ngày 28 tháng 9 để thông tin về Hội nghị Trung ương 8 khóa 12 diễn ra vào cuối tuần, quan chức Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đã thông báo thật lấp lửng và không thiếu hàm ý. Với sự phân công này, các quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch nước được thực hiện bình thường, đầy đủ, phân công bà Đặng Thị Ngọc Thịnh là quyền Chủ tịch nước. Trong khi đó lại có thông tin cho biết kịch bản hợp nhất Chủ tịch nước và Tổng Bí thư đang chiếm ưu thế và xác suất xảy đến 70%. Thậm chí thông tin này còn dự đoán chính ông Nguyễn Phú Trọng chứ chẳng phải ai khác sẽ ngồi vào ghế Chủ tịch nước. Hẳn vào thời điểm đó, phương án nhân sự chám ghế của Trần Đại Quang đã được một bí mật chốt trong căn phòng nào đó với chỉ một ít quan chức cao cấp với nhau. Rốt cuộc, quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã chỉ đóng vai trò một con tốt đen trong phương án nghi binh cho kịch bản tổ chức một chiến dịch PR để Nguyễn Phú Trọng chính thức trở thành bản sao của Tập Cận Bình, nhân vật Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nếu tính bằng thời gian thực, bà Thịnh chỉ ngồi ghế quyền Chủ tịch nước được vài ngày, bởi ngay sau đó Hội nghị Trung ương 8 đã 100% nhất trí cho Nguyễn Phú Trọng nhất thể hóa cả hai ghế Tổng Bí thư và Nguyên thủ quốc gia. Rồi cả những phương án Nguyễn Thiện Nhân, Trần Quốc Vượng, Tòng Thị Phóng, Ngô Xuân Lịch cũng chỉ là một thủ thuật chân gỗ theo truyền thống thủ đoạn làm nhân sự, đều được thực hiện tương tự như cái cách đưa nhiều ứng viên cho chức Tổng Bí thư, nhưng đến giờ chót chỉ chọn một người. Ngay trước Đại hội 12 của Đảng cầm quyền và ứng cử viên ở vào thế độc cô cầu bại đó, chẳng phải ai khác chính là nhân vật chân thật Nguyễn Phú Trọng. Còn sắp tới thì sao? Khi nào chân thật có thể tự đi? Với tình trạng bệnh nhân bệnh tình phập phù lúc tỏ lúc mờ của Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng, rất nhiều khả năng Đặng Thị Ngọc Thịnh sẽ tiếp tục phải làm chân gỗ cho ông ta trong một số tháng tới. Cho tới khi nào chân thật có thể tự đi được, nhưng chỉ là chân gỗ với những việc không quan trọng như tiếp một số đoàn khách nước ngoài, khách nội hoặc xuất hiện trong nghị trường Quốc hội, nơi mà hàng trăm cặp mắt luôn dò xét, xăm soi từng vết xe lăn của ông Trọng. Còn việc bà Thịnh có thể thay thế ông Trọng đi Washington gặp Donald Trump vào năm 2019 này thì hầu như không có cơ may nào xảy ra, vì đó là độc quyền của Tổng tịch. Ngay cả Nguyễn Xuân Phúc, tưởng như quyền uy tột bậc dưới một người trên vạn người, cũng không có cửa để đi Mỹ bàn chuyện hợp tác quân sự và liên doanh khai thác dầu khí.
Cũng chẳng có một cơ hội dù nhỏ nào cho Đặng Thị Ngọc Thịnh để len qua khung cửa tối mò của Đại hội 13. Cho đến tận giờ đây, tuy thân là Phó Chủ tịch nước và còn có vài lần được dàn mặt trước Bộ Chính trị lẫn Ban Chấp hành Trung ương để chám chỗ cho chân thật, nhiều khả năng không thể nhúc nhích được chân được, bà Thịnh vẫn chỉ sở hữu vỏn vẹn ghế ủy viên Trung ương mà không phải là ủy viên Bộ Chính trị. Sau khi đã vắng mặt một cách đầy nghi ngờ và nghi ngại trong trọn vẹn kỳ họp Quốc hội tháng 5 và tháng 6 năm 2019, bệnh nhân Nguyễn Phú Trọng tiếp tục mất tích vào ngày 19 tháng 6 năm 2019, thời điểm mà chỉ một ngày trước một số tờ báo nhà nước đã đưa tin như đinh đóng cột, ngày mai Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp xúc cử tri tại Hà Nội. Nhưng ngày 19 tháng 6 lặng lẽ trôi qua mà vẫn không có bất cứ thông tin nào về việc ông Trọng tái xuất theo cách mà ông ta đã thình lình hiện ra vào đầu tháng 5 năm 2019 tại sự kiện họp lãnh đạo chủ chốt với Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân và Nguyễn Văn Nên. Sau đó là chủ trì họp Bộ Chính trị và chủ trì hội nghị Trung ương 10. Chám vào tình trạng biệt tích của Trọng là Tổng Bí thư Chủ tịch nước xin phép vắng mặt tiếp xúc cử tri do bận công tác và cử tri chúc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sức khỏe, xử lý nghiêm các vi phạm, một cách rút tít của báo nhà nước nhưng không hề nhấn mạnh chúc mong Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mau chóng hồi phục sức khỏe như trước đây. Hiện tượng trên là khá tương đồng với vụ ông Trọng biến mất tại cuộc gặp cử tri tại Hà Nội vào tháng 5 năm 2019 mà đã khiến cho cử tri Trần Viết Hoàn được xem là một trong những gà đảng. Cứ mỗi khi diễn ra cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, tha thiết trông mong Tổng Bí thư Chủ tịch nước hai tay gìn giữ một sơn hà. Nhưng vào lần này còn đáng quan ngại hơn bởi toàn bộ các bản tin trên báo nhà nước về ngày mai Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội hoặc tin tức na ná như thế đã bị bóc gỡ không còn vết tích nào. Tin tức trên là do báo nhà nước đăng tự phát hay do ai chỉ đạo? Có thế lực muốn chơi xấu Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng. Cho tới nay, khả năng đăng tin tự phát về sức khỏe lãnh đạo trên báo chí nhà nước là gần như không thể, bởi vấn đề này không chỉ là bí mật quốc gia mà tình trạng bệnh tật bị dư luận đồn đoán đến mức liệt giường liệt chiếu của cấp lãnh đạo cao nhất Nguyễn Phú Trọng là yếu tố nhạy cảm chính trị bậc nhất. Vậy ai đã chỉ đạo cho báo chí nhà nước đăng tin ngày mai Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội và ai đã chỉ đạo gỡ tin tức này? Việc hệ thống lại mổ xẻ những động thái đưa tin bài của truyền thông quốc doanh xung quanh các vụ scandal nổi tiếng nhưng không thiếu tai tiếng trong những năm gần đây như cái chết của trưởng ban nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh vào đầu năm 2015. Quan chức Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh bị xem là suýt chết nhưng đã chết thật trong chính trường Việt Nam ngay sau Đại hội 12. Quan chức chưa chết nhưng đã biến mất từ cuối năm 2017 đến nay nhưng vẫn giữ trọn một ghế trong Bộ Chính trị là Đinh Thế Huynh. Và đương nhiên phải tính cả cú lìa trần đột ngột và đáng nghi ngờ của viên cựu Bộ trưởng Công an trên ghế Chủ tịch nước là Trần Đại Quang. Đã cho thấy cấp chỉ đạo báo chí quốc doanh đăng hoặc gỡ bỏ tin bài về sức khỏe lãnh đạo không hề thuộc diện ủy viên trung ương hoặc bộ trưởng, thường phải là cấp ban bí thư, ủy viên bộ chính trị hoặc bộ trưởng có chân trong trong bộ chính trị. Liệu quan chức chỉ đạo đăng tin ngày mai Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội và nhân vật chỉ đạo gỡ tin này có phải là một người hay là hai người khác nhau? Các cơ quan ban tuyên giáo Trung ương, ban bí thư, chính phủ, bộ công an, bộ thông tin và truyền thông có vai trò gì trong vụ đăng gỡ tin bài này? Phải chăng tin tức trên được tung ra chỉ do não trạng sốt sắng của cấp dưới để lấy lòng cấp trên, do sơ suất nghề nghiệp và lỗi thằng đánh máy hay xuất phát từ một động cơ ẩn giấu nào khác? Kể từ khi Nguyễn Phú Trọng suýt gục ngã tại xứ Kiên Giang nhà bà Dũng vào tháng 4 năm 2019 và thoát ẩn thoát hiện một cách đầy bất thường trong những ngày sau đó, đã dần hiện ra một luồng dư luận đề cập về một thế lực chính trị nào đó trong nội bộ đảng. Thế lực không muốn tình trạng bệnh tật của ông Trọng bị giấu giếm và muốn vấn nạn này được công khai trên mặt báo chí cho bàn dân thiên hạ đều biết.
Nhưng thế lực chính trị đó không thuộc về trường phái phản biện xã hội muốn minh bạch hóa những chủ đề quốc gia đại sự mà có thể là những quan chức không thích Trọng hoặc căm ghét và muốn lật đổ ông ta càng sớm càng tốt, nhất là khi Nguyễn Phú Trọng đang rơi vào tình cảnh gần đất xa trời như lúc này. Nếu dư luận trên không phải là thuyết âm mưu mà đúng là sự thật, những cú ra đòn trên mặt truyền thông nhà nước vào tháng 5 và tháng 6 năm 2019 về việc Trọng sẽ xuất hiện nhưng ngay sau đó là bận công tác và đã và đang khiến cho dân tình được cung cấp một loại thông tin mang tính định hướng về thực trạng căn bệnh của Tổng Tịch không hề nhẹ nhàng. Thậm chí còn có thể hiểu là bệnh nguy kịch, đẩy nhanh tâm lý hoang mang trong dân chúng và trong nội bộ đảng. Từ đó dần dần dẫn tới nhu cầu tìm người thay thế cho ông ta với lý do nước một ngày không thể thiếu vua. Việc Nguyễn Phú Trọng vắng mặt trọn vẹn trong kỳ họp Quốc hội rõ ràng không phải là kế sách giả chết bắt quạ hay ý đồ nào na ná như thế, mà đang khiến dư luận trong xã hội và trong nội bộ đảng càng ngày càng bất lợi cho ông ta. Và cho dù ông Trọng đã tái xuất vào ngày 21 tháng 6 để chủ trì họp Bộ Chính trị, cái lối thoát ẩn thoát hiện của ông ta không thể khiến người ta bớt hoài nghi về việc Trọng có thể thực hiện chuyến công du Mỹ và có thể cả Canada một cách hoàn hảo bằng chính đôi chân của ông ta vào tháng 8 tới. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Xin hãy bấm vào nút đăng ký, hãy bấm vào nút chia sẻ, bình luận và hãy bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông tin nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.